ngày 12, Đức Mẹ Rulax, Roma. Trên một con đường tấp nập tại Roma, có một đền thánh Đức Mẹ rất lạ lùng, được xây ẩn vào bức tường của một đan viện Carmelite. Đó là một bức hình Đức Mẹ ghép hợp với hàng chữ: Ôi Trinh Nữ Maria, Mẹ tình yêu Thiên Chúa, xin làm cho chúng con nên thánh. Trong lời nguyện này có rất nhiều chất liệu suy tư. Đức Maria là hiền mẫu của Chúa Kitô, con Thiên Chúa. Trái tim mẹ bừng cháy ngọn lửa tình yêu thần linh dành cho chúng ta. Lời khẩn cầu, xin làm cho chúng con nên thánh, không phải phát xuất một cách dễ dàng trên môi miệng chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Phaolô đã viết: Thánh ý Thiên Chúa muốn anh em hãy nên thánh. Khi xin được nên thánh, chúng ta chẳng tìm kiếm điều gì ngoại thường. Không, chúng ta chỉ xin làm trọn thánh ý Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, được sống trong ơn nghĩa Chúa và trái tim chúng ta được tràn đầy tình yêu Chúa Kitô. Sự thánh thiện là hạnh phúc chân thật của cuộc sống. Đức Mẹ chỉ bảo đàn lành, cầu cho chúng con. Đức Hồng Y John J. Carberry.